Xin chào mọi người, thì đây là hành trình của mình từ thành phố Hồ Chí Minh tới Brazil. Thì kỳ hành trình này mình chia thành hai đoạn. Đoạn thứ nhất là tới sân bay quốc tế Dubai, và tiếp theo đó là từ Dubai mình sẽ bay qua sân bay ở bên Rio của Brazil. Đó, thì cái hành trình nó như thế nào thì mọi người hãy theo dõi cùng mình nha. Đi đâu mà dữ vậy ta? Những người Tết giờ về á, giống như kiểu như em vậy á. Đúng rồi. Lâm là Loan Hàn Quốc Lâm. Mệt quá, giờ mới tới sân bay rồi, bây giờ kiếm cái cổng Emirates đâu này. Bây giờ là 9 giờ 40 phút, 21 giờ 40 phút, chắc cũng còn lâu nữa mới bay. Emirates. Đây. Emirates đây. Coi. Còn 2 tiếng nữa. 2 tiếng là bay rồi. Rồi, 2 tiếng bay, bây giờ check in thôi. Dạ, ok. Tới xếp hàng. Xong rồi, bây giờ thủ tục đã hoàn tất. Giờ chuẩn bị là cuối cùng lên máy bay. Nói chung thì hôm nay có một xíu trục trặc. Đó là cái hành lý dự kiến người ta cho gửi là 46 kg. Nhưng mà với điều kiện là mình phải tách ra một bên là 23 kg. Mà tôi để có một hành lý à, có 20... 28 kg mà người ta không đồng ý. Bây giờ hả, phải tách qua cái hành lý xách tay luôn đó, phải chia đều ra gì đó, giờ là cũng hoàn thành. Nhưng mà bây giờ tự nhiên đột nhiên nhớ lại một cái là cái hành lý xách tay của mình quên khóa mật mã, không biết có khó không nữa. Nếu mà cái kiểu này chắc nếu mà quên khóa cái mật mã chắc qua bên kia không còn cái gì luôn quá, thôi hên xui. Tự nhiên sao mà khờ khờ quên nhiều quá, quên đó. Cũng qua cái immigration rồi, xong rồi chuẩn bị bay rồi. Bây giờ chuyến bay của mình là 23 giờ 10 phút thì ngay cổng số 17. Bây giờ đi kiếm cổng số 17 coi cổng số 17 nằm đâu. Rồi, kiếm là cổng số 17 rồi, như xuống lầu cổng số 17 đây, xuống lầu. Ủa, cái cổng này là giống cái cổng năm ngoái mình đi, cùng nhau một cổng. Năm ngoái cũng đi về bên Emirates.
Rồi người ta xếp hàng chuẩn bị lên máy bay đó. Mình tới là đúng giờ chính xác luôn. Bây giờ là 11 giờ 5 phút thôi. Vậy là xếp hàng lên máy bay luôn chứ không có cần ngồi đợi hoài. Hôm nay đi đúng sát giờ. Mấy lệnh trước là đợi lệnh nào cũng 1 tiếng, 2 tiếng mệt. Và đây là từ cửa sổ mình nhìn ra bên ngoài sân bay đó. Sân bay Tân Sơn Nhất của mình cũng rộng quá ha. Đây là cái màn hình trên cái máy bay cho mình có thể xem phim giải trí và có thể xem trong quá trình bay như thế nào. Tất cả mọi cái thông tin chuyến bay đều ở đây hết. Đó. Mình có thể xem từ bản đồ nó cái đường nó là bay từ Tân Sơn Nhất qua Dubai. Thì hãng máy bay Emirates này mình rất là thích tại vì nó rất là hiện đại, nó rất thoải mái và dịch vụ nó cũng rất là tuyệt vời đó. Đặc biệt mình khoái nhất là nhìn mấy cô tiếp viên rất là dễ thương. Rồi máy bay chuẩn bị cất cánh rồi. Đây là mình nhìn từ cái màn hình LCD ở trên ghế đó. Nhìn trực tiếp luôn. Cái cảm giác giống như mà mình đang ngồi lái máy bay đó mọi người. Khi mà bay lên cao cao chút xíu là cái không biết mọi người sao cho mình cái lỗ tai nó cũng bị ù ù nha. Nhìn. Rồi. Đây là khung cảnh về đêm. Mình nhìn từ bầu trời xuống thành phố Hồ Chí Minh. Giống như những ngôi sao lung lanh trên bầu trời ha. Quá tuyệt vời, quá đẹp. Ủa, cái nhà của mình ở đâu ta? Sao không thấy nè. Thank you.
quá tuyệt vời. Giờ mình mới xuống máy bay. Bây giờ chuẩn bị bay cái đoạn tiếp theo từ Dubai qua Brazil. Giờ kiếm cái connection. Bây giờ mình đi kiếm cổng để máy bay là EK247. Đó, bay vào lúc 6 giờ 25 phút. Trời, kiếm hoài không ra, trong này ghi là 6 giờ 25 phút mà trên kia nó ghi 7 giờ 10 nên kiếm không ra. EK247 Buenos Aires cổng A11. Thì mình phải check. Ok. Và đây là siêu thị miễn thuế ở bên Dubai đó. Thì mình hay gọi cái quen cái miệng là duty free. Nó rất là nhiều cái món hàng giống như nước hoa, rượu, thuốc lá gì đây là duty được miễn thuế hết. Mọi người transit qua đây người ta có thể mua về làm quà, hoặc thậm chí có người mua về để mà kinh doanh lại đó. Nhưng mình thì đôi lúc chỉ làm quà thôi. Mặt hàng ở đây rất là đẹp và đa dạng phong phú. Ở cái Dubai này nó rộng lắm. Nhiều lúc mình đi mà không có biết, không có nhìn đường, không có nhìn mấy cái biển hiệu là mình sẽ bị lật đường hoài à. Giờ mình phải đi thang máy xuống. Thầy, cái thang máy nó bự quá. Thang máy nó bằng một căn phòng luôn. Bây giờ mình kiếm cái cổng. Đây, cổng mình là cổng số A11. Bây giờ đây là A1 tới A24. Đó, thì bây giờ mình quẹo trái đi. Đây là nó nói đi tàu thì tới cổng, đi tàu điện. Bây giờ mình kiếm tàu điện đi. Đây, thấy rồi. Mỗi lần bên này đi kiếm cổng cũng mệt lắm. Nè, cổng A. Bây giờ nói là quẹo trái. Bây giờ mình đi quẹo trái tiếp, quẹo phải tiếp. Qua hướng này. Mình trễ một chuyến tàu rồi. Bây giờ mình đợi chút xíu nữa. Tàu rồi, bây giờ đợi thêm chút xíu, khoảng 2 phút. Thì nó thông báo là 2 phút.
Đó nên mỗi lần mà khi mà xuống máy bay cái mình thấy mà có connection bay qua nước khác nữa đó thì phải đi kiếm cổng liền. Đó, lỡ may mà mình đi trễ xíu là kiếm cổng rất là lâu, giống như mình chuyến này đi tàu điện. Bây giờ mình đi tàu điện mà kiếm trễ một chút xíu là trễ tàu là trễ máy bay luôn á. Rồi. Tàu tới rồi đó. Rồi, mới xuống tàu điện này. Bây giờ mình qua một cái terminal khác. Bây giờ mình kiếm tiếp cái cổng của mình trước. Tại vì bây giờ là 5 giờ 10 phút. Thì đúng 7 giờ là máy bay nó bay á. Nên mình phải tranh thủ. Đây, cổng này đi lên. Bây giờ mình đi lên trên lầu. A1 tới A12 rồi trái tiếp. Rồi, có siêu xe luôn. Ồ, chiếc siêu xe này đẹp quá. Đây là cái quầy rượu. Mỗi năm mà mình mà về đây là mua rượu ở đây đó. Nhưng mà khi đi về thôi, còn khi mà đi sang bên kia thì không. Mua. Dạ bắt đầu rồi. Johnny Walker. Mua 3 chai tầm 1 chai miễn phí. Nó rẻ lắm. A4 tới A10. Giờ mình tới cổng A11 rồi đó. Bây giờ ngồi đợi thôi. Cũng làm biến đi chạy vòng vòng. Thì trong lúc ngồi đợi thì mình mở cái wifi của bên Dubai lên. Lướt web xem Facebook một chút xíu đây. Có em nào nhớ Nhung nhắn tin cho mình không?
cái wifi đây là miễn phí, nhưng mình dùng được 1 giờ, 2 giờ gì đó. Còn mà dùng quá thì mình muốn thẻ. Rồi. Rồi, bây giờ bay chuyến bay tiếp theo rồi đó. Chuyến này bay 11 14 tiếng 20 phút từ Dubai qua Brazil. Yeah, cũng lâu lắm đây. Đi chuyến này. Rồi, lên máy bay bây giờ mình sẽ tiếp tục hành trình qua Brazil. Là thủ tục hải quan nó hơi xa để đi hồi nãy giờ chưa tới. Xong immigration rồi. Xong cái qua hải quan ở Brazil, nói chung cũng nhanh lắm, gửi giấy tờ người ta làm cái nhanh, cũng giống Việt Nam mình vậy. Dạo này nhanh, bây giờ đi lấy hành lý. Ta nó check nữa, thì qua máy soi rồi nó thấy mình mang cái thuốc đồ đó, medicine đó, với thêm hai cái thùng mì á, nó cầm nó check, nhưng mà không sao, nó thấy vậy nó cho qua. Giờ xong xuôi rồi ra cổng rồi, giờ đợi về khách sạn nghỉ đêm ngày mai là xuống tàu. Cái ứng dụng của bên Emirates đó, nó rất là tiện cho mình đó mọi người.
tại vì khi mà hành lý nó vận chuyển như thế nào thì sẽ thông tin rõ ràng cho mình hết, họ sẽ gửi tin nhắn qua trên điện thoại của mình. Đây là tất cả là sự hữu của nó là và an tâm để ghi hành lý. Rồi bây giờ là mình lên xe về khách sạn đó. Thôi, trong quá trình từ khách sạn ra tàu như thế nào và từ mình lên tàu mình làm thủ tục gì thì hẹn các bạn lên sau nha.